Hello, xin chào mọi người. Hôm nay 8x8K Vlog gửi đến mọi người một cái video là đi thăm quan Làng Mông. Hiện tại bây giờ là mình đang đứng ở khu vực gần bờ sông Cờ Rông Nô. Mùa này thì là đang vào đợt mùa mưa, thì nước sông mùa này thì nó hơi đục, không được trong như những mùa khô hạn. Nước thì cũng lên khá là cao rồi mọi người. Và phía bên này thì là những cánh đồng, phía đằng xa xa thì mọi người nhìn thấy đó là ngôi làng Mông. Chút nữa thì mình sẽ đi vào trong ngôi làng. Ngôi làng nằm tách biệt với khu dân cư đông đúc. Mình ở từ xa nên có thể quan sát rõ hơn được, nhưng mà đứng bên đây mà nhìn qua thì cái cảnh của nó rất là đẹp. Xung quanh ngôi làng thì toàn là những cánh đồng lúa, nhìn đẹp lắm mọi người. Và bây giờ mình đang trên đường đi vào ngôi làng bên cánh đồng. Đường đi thì rất là dễ, vì bây giờ là con đường nó đã giải đường giữa hết rồi, đổ bê tông hết. Mọi người để ý là nhà làm kiến trúc khá là đẹp luôn. Đúng là hương đồng gió nổ, chạy trên đường mùi lúa thơm lắm mọi người. Ai ở những cái cánh đồng ruộng á, đi trên những cái cánh đồng ruộng á, thì sẽ biết cái mùi hương thơm của lúa như nào. Và hiện tại bây giờ thì lúa chưa có trổ bông, mà sau này mà lúa trổ bông, lúa chín nó ngả sang một cái màu vàng là nhìn đẹp, tuyệt đẹp luôn. Và bây giờ thì mình đang tiến gần lại ngôi làng của người dân tộc Mông. Thì hai bên đường là những cánh đồng lúa, trồng lúa và ngô. Nhìn từ phía xa lại thì thấy những ngôi nhà khá là đẹp luôn mọi người. Trời mây thì cũng khá là mù rồi, vì buổi chiều cũng sắp mưa rồi. Tầm này là khoảng 3 giờ hơn rồi mọi người.
dân họ đi làm hết rồi, không có ai ở nhà, toàn là con ít ở nhà thôi, nên mình không thể nào mà quay được nhiều, nên thôi dừng ở đây đi về chăn bò thôi mọi người. Và bây giờ thì mình đang quay trở ra để về bên bờ sông thăm những chú bò và chuẩn bị công việc, đó là lùa bò về nhà. Và bây giờ thì cũng khoảng 4 giờ chiều rồi, nhưng mà nắng thì vẫn đang còn rất là nắng. Và thật sự như chạy trên cánh đồng như thế này, cái mùi hương của nó thật sự rất là khó cưỡng lại. Hương thơm dịu nhẹ, rất thích chạy ở trên những cái cánh đồng như vậy. Quay lại công việc là đi chăn bò thôi, mà đi chăn bò không biết bò cột ở đâu, giờ đang đi tìm bò đây. Lòng vòng cũng một đoạn khá xa rồi đấy mà vẫn chưa nhìn thấy con bò nó nằm ở chỗ nào. À đây rồi, đã nhìn thấy đàn bò rồi. Và bây giờ đi chuẩn bị công việc, đó là đuổi bò về. Thì bây giờ thì cũng khoảng 4 giờ chiều rồi. Đây, có cô em chăn bò khá là xinh. Không biết chăn bò sao mà tóc cũng có màu giống như lông bò luôn rồi. Trái này là trái gì không nhỉ? Quả ăn là
khá là bự luôn. Hạt thì to rồi, chuẩn bị khoảng tháng 2 tháng nữa thì sẽ bẻ thôi. Mình sẽ tạm dừng video ở đây. Mọi người nhớ đăng ký ủng hộ cho kênh 88K Vlog nha. Và chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc của mình. Hẹn gặp mọi người trong video